Chào các bạn đã đến kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên 9 món nữa nha các bạn. Mời các bạn xem vui. Các bạn thấy thích thì cứ bấm đăng ký kênh cho mình xin cái like để tiếp tục theo những video sau nha các bạn. Mời các bạn xem vui. Đây là ông thần tài ngồi trên lưng hổ nha các bạn, mã số 1. Kêu là hoàng thần tài. Này nặng 787 gram nha các bạn. Này dài theo con hổ 12 năm nha các bạn. Cao 12 năm luôn. Báo giá hoàng thần tài mã số 1 650 ngàn nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 2 là một cái bình trà rồng nha các bạn. Này mã bạc nhưng mà lâu quá bạc nó muốn bay đi hết rồi. Này nặng 705 gram. Trên nắp là cái đầu con gà nha các bạn. Đầu vòi thì rồng mà nắp đầu con gà. Này ngang tới vòi 12 nè. Này cao 14 nha các bạn. Rồi báo giá mã số 2. 850 ngàn nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là một cái vỏ sông trầm nha các bạn. Cái này là cái vỏ sông trầm. Lúc nổi nho mà không có sóc. Nho thằng lằn. Nho cắt kè. Nặng 917 gram. Này nghe 12 năm nha các bạn. Cao tới quay 11 năm. Này kêu là vỏ sông trầm. Đây nho sóc, có con sóc đây. Vỏ sông trầm nhưng mà cũng là một cái đồ hơ tay công chúa ngày xưa nha các bạn. Rồi báo giá mã số 3. 1 triệu nha các bạn. Vỏ sông trầm hơ tay 1 triệu. Để tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cái ấn rồng nha các bạn. Rồng mẹ cổng rồng co Long Quy cổng rồng Cửu Long nha các bạn. Hiện rất sắc nét. Nặng 1 kg 224 gram nha các bạn. Ngang 8 non. Khoảng 7,8 cm đó các bạn. Này cao 13 dạ.
Rồi báo giá mã số 4 950.000 nha các bạn. Long Quy cổng rồng. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một con hổ. Chồm lên bể đá nha các bạn. Nặng 933 g. Cao 14 nha các bạn. Dài 12. Rồi báo giá mã số 5. 650.000 nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một đôi ché nha các bạn. Ché này ché rồng phượng nè. Nặng 167 g. Ô 1 kg 367 g. Này cao 14 nha các bạn. Ngang bụng 8. Này rồng phượng. Nhưng mà bên hông thì có bài thơ 4 chữ. Bên này cũng bài thơ 4 chữ luôn nha các bạn. Đây rồng phượng, biết sao là phượng nha các bạn. Rồi báo giá đồ ché rồng phượng 1.3 triệu nha các bạn. 1.3 triệu. Mua lẻ thì 700 cái nha các bạn. Mua lẻ cũng bán luôn. Sưu tầm lẻ cũng được luôn nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một đôi ương nha các bạn. Này đôi ương nặng 1 kg 605 g. Dưới bệ nó có 4 chỉ tàu. Này con chim mập lú nha các bạn. Này cao 21 năm nè. Dài 16. Rồi báo giá mã số 7. Mã số 7 đôi ương là 1 triệu nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 8. Là một sông, cái sông Trầm Voi nha các bạn. Video trước có đăng cái sông Trầm Voi này nhưng mà nó là đồng mạ bạc nha các bạn. Còn cái này là đồng nguyên nè. Nặng 2 kg 104 g. Sông Đầm Voi này rất đẹp nha các bạn. Nhị lân quần cầu đúc nổi. Đầu ba voi đổi sông Trầm. Quai cũng voi luôn. Mặt trước mặt sau gì cũng là nhị lân quần cầu nha các bạn. Và trên nắp là một con voi. Này cao 28 nha các bạn. Ngang hai tay tầm 20. Rồi báo giá mã số 8. 2.4 triệu nha các bạn. Và tiếp theo là mã số 9 là mã cuối cùng. Mã số 9 là cây đèn dầu xưa nha các bạn. Nặng 1 kg 238 g.
Này trên cái nút của nó có chữ nha các bạn, Paris. Hàng này chuẩn xưa nha các bạn, tim đèn còn luôn. Này là tim zin từ xưa tới giờ luôn. Này muốn dặn cái họng này là phải mở cái nút này ra nha các bạn. Mở cái nút đổ dầu rồi mới dặn được. Rồi, dặn xong thì mình cho cái nút vào lại. Này cao tới họng 27 các bạn. Cao luôn bóng 41. Ngang bụng của cái đèn là 12. Này nó bị cấn mớp một tí. Đây thêm một tí nữa. Còn như là hoàn hảo hết nha các bạn. Chỉ đổ dầu vô là dùng thôi. Rồi báo giá cây đèn dầu mã số 9 là mã cuối cùng 2,2 triệu nha các bạn. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm ngưng nha các bạn. Hẹn các bạn video sau. Xin chào, you again.